được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Món Ngon Cuối Tuần. Kính thưa quý vị, xu hướng ăn chay hay còn gọi là ăn lạc hiện nay được rất nhiều người ưa chuộng, và đặc biệt là đối với những người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hôm nay thì anh Thế Huy là đầu bếp của nhà hàng khách sạn Hòa Bình sẽ hướng dẫn cho các bạn nội trợ cách thực hiện một mâm cơm với những món ăn chay trông rất là đẹp mắt và rất tốt cho sức khỏe nữa. Chào anh Huy. Chào quý vị khán giả xem lại truyền hình An Giang thân mến. Chào Kim Tú. Rất vui khi được đến với chương trình Món Ngon Cuối Tuần hôm nay. Hôm nay thì anh Huy sẽ hướng dẫn quý vị khán giả thực hiện các món ăn chay hay còn gọi là một mâm cơm chay. Vậy thì mâm cơm của chúng ta sẽ gồm những món ăn nào anh Huy? Thì anh ở đây hôm nay chúng ta sẽ chọn cái từ là mâm, vì nó có thể là quay quần bên gia đình cùng cha mẹ và người thân. Cho nên anh sử dụng cái món sen để chúng ta sẽ thực hiện cái món chay được ngon, thơm và bổ dưỡng hơn. Dạ, vậy thì mâm cơm của mình sẽ gồm những món nào, anh có thể giới thiệu sơ qua được không? Hôm nay chúng ta sẽ làm 3 món: chả giò hạt sen và canh hạt sen và cơm hấp lá sen. Hạt sen thì chúng ta khoảng 100g, chúng ta sẽ chia đều cho 2 món. Và cà rốt thì khoảng 200g, cũng chia đều cho 2 món. Sau đó thì có là khoai cao, chúng ta khoảng 100g để chúng ta thực hiện nguyên liệu là chả giò. Vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu làm món nào trước anh? Vâng, bây giờ chúng ta sẽ làm chả giò. Dạ. Kim Tú thấy những cái nguyên liệu trong đây là gồm có là khoai cao, rồi cà rốt và nấm mèo. Dạ, bây giờ mình sẽ cho cái phần hạt sen vào con nhé, cho tất cả các phần này. Hạt sen thì chúng ta sẽ luộc chín, khoai cao thì chúng ta sẽ thái sợi, cà rốt cũng thái sợi. Ta cũng tán vào tô này luôn, tán nhuyễn ra. Ta cho gia vị vào khoảng nửa muỗng muối. Dạ. Nửa muỗng bột ngọt và khoảng hơn nửa muỗng đường, một ít tiêu để cho cái món ta được thơm hơn. Chúng ta trộn cho nó đều là được, và chúng ta xào, còn xào qua một lần nữa nó mới thấm gia vị đều hơn. Và cái cà rốt và cái khoai á cũng được chín hơn khoảng 50%. Chảo tay cũng đã nóng rồi, ta cho khoảng giá dầu vào. Đối với món chay á thì chúng ta không có nên dùng tỏi vì nó tạo cái mùi hăng, cho nên chúng ta sẽ dùng gừng. Anh, mình xào nguyên liệu khoảng trong bao lâu đây? Ta đảo đều cho nóng lên và chín như nói lúc nãy đó, là khoảng 50% thôi. Còn lại chúng ta sẽ cuốn chả giò và chiên chín tiếp nữa. Rồi, đã chín khoảng 50%, chúng ta sẽ tắt bếp và cho lại vào tô. Để gói chả giò chúng ta không thể thiếu đó là bánh tráng bò bía. Sau khi chúng ta xé cái bánh tráng mình thành ra từng lớp rồi đó, bắt đầu chúng ta sẽ cuốn cái phần chả giò này. Rồi các bạn, khi cuốn cái da bía thì chúng ta sẽ gấp đôi lại như vậy, gấp mí để bánh không bị bể. Thì chúng ta sẽ cho khoảng một muỗng nhân. Khi em múc thì phải có hạt sen rồi đúng không ha? Thì ăn nó bùi hơn. Nếu chúng ta cuốn mà cái chả giò như hình tròn như thế này á, không thì nó cũng đơn điệu á. Ta cuốn bằng hình tam giác thì chúng ta sẽ gấp cái phần da bía như thế này, nó không có song song như thế này mà nằm phía dưới chút xíu. Đúng. Ta gấp lại hình tam giác và cho nhân vào trong cái phần chả giò.
Kính thưa quý vị khán giả, sau một ít phút thôi thì Kim Tú và anh Huy đã hoàn thành xong một cái dĩa cháo giò như thế này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tạm để dĩa cháo giò này ở đây. Bây giờ mình sẽ tiếp theo mình làm công đoạn gì nữa không anh? Bây giờ chúng ta sẽ chiên cơm. Chúng ta rang cơm trước. Ăn cơm thì cũng chúng ta cũng cần cái gừng này băm nhuyễn, mình chiên nó thơm hơn. Còn hủ thì chúng ta sẽ cắt hạt lựu con. Ngoài ra chúng ta cũng cắt hạt lựu ha. Bắt chảo cho nóng. Cho cái phần tàu hủ vào trước để chiên đó. Chiên cho tàu hủ nó cứng, khi chúng ta chiên cơm nó không bị bể. Anh Huy ơi, Kim Tú thấy ở ngoài chợ thì người ta bán hai loại tàu hủ, đó là tàu hủ luộc và tàu hủ chiên sẵn đúng không anh? Vậy thì mình có thể sử dụng, mình mua tàu hủ chiên sẵn để mình chiên cơm là được không anh? Cái đó cũng được, tại vì cũng đã chiên sẵn thì chúng ta sẽ nhanh hơn. Nhưng ở đây Huy thì muốn dùng cái phần tàu hủ trắng để chúng ta xào cơm hoặc là mình ăn nó mềm và thơm hơn. Ta đợi cho tàu hủ vàng nhé, khoảng 5 phút. Cái phần tàu hủ chúng ta cũng phải vàng ha. Vàng như vậy thì chúng ta chiên cơm nó không bể tàu hủ ra. Cái đó chúng ta cho gừng vào để xào thơm lại. Gừng thì thay thế tỏi như món chả giò này. Sẽ tạo cái độ thơm hơn trong món chả. Cho phần sinh động của món cơm đẹp đẹp hơn, chúng ta sẽ dùng bột cà ri để tạo màu cho cái món cơm. Ta sẽ cho cơm vào. Ta cũng sẽ cho tiếp cà rốt và sen vào. Trông cũng rất là đẹp mắt đấy mọi người. Bên cạnh đó thì việc ăn chay nó còn giúp chúng ta hạn chế được một cái lượng lớn cholesterol, rồi nó phòng chống được rất là nhiều những bệnh như là tim mạch, tiểu đường vân vân. Và hy vọng rằng là ngày hôm nay anh Huy sẽ với sự hướng dẫn của anh Huy thì quý vị sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn trong cái bữa ăn hàng ngày của gia đình mình. Chúng ta sẽ cho gia vị vào. Ta cho khoảng nửa muối, nửa canh. Cái dân Nam Bộ chúng ta thì thích ăn ngọt hơn, chứ thì cái đường nước nào cũng nhiều hơn cái phần muối và bột ngọt. Trộn đều đi thì thấm và tan. Cơm chúng ta cũng đã thấm tan gia vị và cũng đã thơm, chúng ta cũng tắt bếp. Sau khi chúng ta tắt bếp thì chúng ta sẽ đến phần gói lá sen và hấp. Gói thì chúng ta sẽ dùng cái lá sen tươi như thế này. Lật cái phần màu xanh ra ngoài và cho cái phần cơm sen vào. Ta ấn cái cơm cho nó dẻ xuống và sau đó là gói lại luôn. Sau khi ấn chúng ta lấy ra, cho vào một chiếc dĩa. Chúng ta sẽ cho hấp.
nha. Sau khi chúng ta đã chờ đợi cái phần lá sen, cơm hấp lá sen hấp, chúng ta sẽ đến cái phần mà nấu một cái tô canh, canh củ sen ha. Đối với phần củ sen á, thì nó công dụng thì rất là tốt cho sức khỏe, vì nó bồi bổ khí huyết và thanh nhiệt. Chúng ta sẽ cho vào canh. Tại củ sen mình nó lâu hơn, nấu nó lâu hơn, cho trước. Những cái nguyên liệu chính để nấu cái món canh củ sen này là ngoài củ sen ra mình còn những nguyên liệu là đúng không? Đương nhiên, một món ăn thì nó cần phải có sự kết hợp của nhiều món lại nó mới tạo ra cái hương thơm và cái độ ngon. Thì chúng ta sẽ có cái nấm đông cô. Nấm đông cô thì có cái chân nấm đông cô đây. Phần chân nấm thì chúng ta sẽ tách ra. Đông cô chúng ta cũng 2 miếng. Thì phần cà rốt thì chúng ta cũng tỉa hoa để vào nấu canh. Cà rốt thì chúng ta cũng là cắt khoảng dày khoảng 1 cm để chúng ta nấu canh. Ta cũng tiếp tục cho cái phần cà rốt và nấm đông cô vào. Nấu muỗng bột ngọt và một muỗng đường. Mình sẽ nấu cái gì trong khoảng bao lâu? Chúng ta sẽ nấu khoảng 10 phút để cho cái củ sen nó được chín và bùi hơn. Chả chay chúng ta cũng cắt khoanh tròn để nấu canh luôn. Tàu hủ thì chúng ta cắt vuông. Rồi sau khi chúng ta đã bỏ cái tàu hũ và chả vào rồi, nước cũng đã canh chúng ta cũng đã sôi rồi, trở lại chúng ta đã hoàn thành tắt và múc ra tô. Sau khi chúng ta đã nấu xong cái phần canh thì chúng ta sẽ qua cái phần chiên chả giò. Chúng ta sẽ bắt chảo cho nóng. Sau khi chúng ta dầu đã sôi và nóng, chúng ta sẽ cho cái phần chả giò vào. Chúng ta chiên chả giò thì phải cho dầu ngập để cho cái hai mặt của chả giò đều vàng vàng và giòn hơn. Ta cũng phải chở phần chả giò liên tục, không cũng sẽ bị bể chả giò, phần chả giò nó sẽ bị bể bung ra. Sau khi chả giò chúng ta cũng đã chín và vàng đều như thế này, chúng ta cũng sẽ gấp ra rổ cho chúng ráo dầu. Cái chả giò thì đặc trưng riêng của nó là cái hương thơm của khoai cao. Này là cộng thêm của cái phần bùi của hạt sen. Chả giò chúng ta cũng đã chiên xong và ráo dầu, chúng ta sẽ cho ra bày ra dĩa. Và sau khi trang trí xong thì chúng tôi thấy rằng là món ăn của chúng ta rất là đẹp anh Huy ạ. Bây giờ thì Kim Tú mới thấy rằng là cái công dụng của cái việc mà cho cơm vào lá sen và hấp như vậy anh Huy rất là thơm, một cái mùi thơm rất là đặc trưng. Chúng ta điểm thêm vài cái hoa lá, hoa sen, cánh sen vào cho được đẹp mắt hơn.
Kính thưa quý vị khán giả, như là quý vị đang thấy đây, dưới sự hướng dẫn rất là tận tình và bàn tay khéo léo của anh Huy là đầu bếp của nhà hàng khách sạn Hòa Bình, thì những món ăn chay đã trở nên rất là đẹp mắt và cũng rất là bổ dưỡng và đặc biệt là rất là tốt với sức khỏe của chúng ta. Và đến đây thì chương trình Món Ngon Cuối Tuần do Đài Phát thanh Truyền hình An Giang phối hợp với nhà hàng khách sạn Hòa Bình thành phố Long Xuyên thực hiện cũng xin được khép lại. Xin chúc quý vị sẽ có thêm thật là nhiều những lựa chọn cho gia đình mình vào những dịp cuối tuần, và quý vị có thể liên hệ với chương trình cũng như đóng góp ý kiến của mình qua địa chỉ Phòng Văn nghệ Thể thao Đài Phát thanh Truyền hình An Giang, số 45/1 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, hoặc có thể gửi qua địa chỉ email món ngon cuối tuần atv@gmail.com. Còn bây giờ thì anh Thế Huy và quý vị xin chào tất cả quý vị.